Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó bổ sung đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện theo trình tự rút gọn để có thể áp dụng ngay. Theo dự thảo, áp dụng thuế suất 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, thuế suất 17% đối với doanh nghiệp nhỏ, không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư quyền thăm dò khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền góp vốn. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh có thời gian sản xuất kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Việc thực hiện sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi năm. Mặc dù chính phủ đang đưa ra nhiều giải pháp giảm giá thịt lợn, tuy nhiên tại các chợ Phố Hiến, chợ gạo thành phố Hưng Yên, giá thịt lợn không những không giảm mà còn tăng. Tại các chợ Phố Hiến, chợ gạo thành phố Hưng Yên, giá thịt lợn ba chỉ, thịt thăn đang được các tiểu thương bán với giá 170.000 đồng một kg, thịt vai bông 150.000 đồng một kg, xương 140.000 đồng một kg, chân sò 120.000 đồng một kg. Như vậy, sau khi ngừng giãn cách xã hội một thời gian, chính phủ cũng có nhiều biện pháp để giảm giá lợn, nhưng giá thịt lợn vẫn chưa giảm mà còn có chiều hướng tăng lên, trung bình từ 10 đến 20.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá thịt lợn nhập ngoại vẫn có giá ổn định, dao động từ 120 đến 130.000 đồng một kg. Nhiều cửa hàng kinh doanh phải trả mặt bằng, mặc dù các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã được mở cửa trở lại, ngoài cộng đồng không còn ca nhiễm COVID-19. Dọc đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên, đây là tuyến đường có mặt bằng đẹp, giá cho thuê cao, lên đến hàng chục triệu đồng. Tại đây có đến hơn 10 cửa hàng phải treo biển cho thuê, chủ yếu là các cửa hàng thời trang dịch vụ. Nguyên nhân là do nhiều cửa hàng đã không chịu được áp lực từ giá thuê mặt bằng cao, không thỏa thuận được với chủ nhà để giảm chi phí thuê mặt bằng, hoặc có thời gian hỗ trợ giảm chi phí thuê mặt bằng đã hết, nhưng tình hình kinh doanh lại không mấy khả quan, đã buộc phải trả lại mặt bằng, chuyển địa điểm, thanh lý toàn bộ cửa hàng. Không chỉ trên đường Điện Biên, nhiều ký ốt ở chợ Phố Hiến cũng gặp tình trạng tương tự. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn do mất thị trường. Vì thế, việc thay đổi, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó tìm kiếm các thị trường mới để bù đắp lại những thị trường đã mất là điều mà các doanh nghiệp đang hướng tới. Công ty may Trường Thành ở xã Thổ Sĩ, huyện Tiên Lữ có thị trường chính ở Mỹ. Mặc dù nhiều đơn hàng được ký kết từ tháng 1 năm 2020, tuy nhiên sản lượng cũng bị cắt giảm đến 30%. Thời gian thanh toán bị nâng từ 1 tháng lên 3 tháng. Nếu tính cả thời gian sản xuất thì công ty Trường Thành mất tới 6 tháng mới có tiền để chi trả cho các hoạt động sản xuất. Vì thế, việc tìm kiếm thị trường mới để bù đắp 30% sản lượng sụt giảm, công ty đã tìm nhiều giải pháp nâng cao năng suất lao động, từ đó giảm giá thành sản xuất. Ví dụ như là để cũng tương đây con người, nhưng mà để xong được cái đơn hàng này, ngoài tăng ca ra thì anh phải đầu tư máy móc mới hơn, hoặc là cái công nghệ làm gã dưỡng để làm sao cho công nhân người ta làm được nhiều mà tiền người ta được nhiều hơn. Cái chất lượng vẫn phải đứng lên hàng đầu, chúng tôi phải bảo đảm chất lượng tới tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các công ty cũng có nhiều giải pháp khác như cắt giảm tối đa các chi phí, áp dụng công nghệ thông tin, thay đổi các chính sách marketing, đào tạo kỹ thuật cho công nhân, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, từ đó tìm thêm các thị trường ngách, thị trường trong nước và các quốc gia có tình hình dịch bệnh ổn định, từ đó phát triển sản xuất. Chúng tôi có thế mạnh là sản xuất những cái mặt hàng như là đồ bảo hộ, nên là được một số các công ty trong nước tìm đến và đặt hàng, và nhờ đó là chúng tôi cũng có được một số các đơn hàng trong nước để đồng lúc đó để giữ vững được cái nguồn hàng. Thời gian qua, chính phủ đã liên tiếp ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, trên hết vẫn là những nỗ lực của doanh nghiệp tự tháo gỡ để đứng vững trên thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên số 1 và Agribank Hưng Yên số 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank.
chung niềm tin vững tương lai.